tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, một người phụ nữ tàn trữ nhiều ma túy trong nhà hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Cúc, 60 tuổi, để điều tra vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10, Công an thành phố Vĩnh Long phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan, bất ngờ ập vào nhà của bà Cúc. Qua kiểm tra, Công an phát hiện một cái bóp bên trong có chứa 18 đoạn ống nhựa được hàng kín hai đầu, chứa chất bột màu trắng và tinh thể trong suốt. 6 cục giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an còn phát hiện thêm 5 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Quyết trình khám xét, bà Cúc còn tự nguyện giao nộp số ma túy đang cất giấu trong nhà, gồm 32 viên bột màu trắng, 27 gói ni lông thông suốt được hàng kín hai đầu và nhiều vật dụng để phân chia mua bán ma túy cùng 24 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy đang được công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.